Quy định căn cứ khoản 1 điều 318, khoản 1 điều 341, điểm cơ khoản 1 điều 52, điểm S khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 58, điều 55 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, xử phạt bị cáo Trần Xuân Đông 1 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng, 6 tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của hai tội là 1 năm 6 tháng tù, thời hạn tù tính kể từ ngày 19 tháng 10 năm 2022. 23. Căn cứ khoản 1 điều 318, điểm G khoản 1 điều 52, điểm S khoản 1 điều 51, điều 58, điều 65 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, xử phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 2 năm tính kể ngày tuyên án về tội gây rối trật tự công cộng, giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường nơi cư trú giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 92 luật thi hành án hình sự trong thời hạn thử thách. Nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ của luật thi hành án hình sự từ 2 lần trở lên thì tòa án có thể quyết định buộc bị cáo chấp hành hình phạt tù bản án. Căn cứ khoản 4 điều 328 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 tuyên bố trả tự do ngay cho bị cáo Trần Ngọc Trinh tại phiên tòa nếu bị cáo không đang bị tạm giam về một tội phạm khác. Sau lần này. Chị ơi. Đi ra. Đi ra luôn.